Quá đông người đến viếng khiến xảy ra xô xát tại lễ tang anh Vũ. Càng về tối, lượng người đến thắp hương tiễn biệt diễn viên anh Vũ càng đông. Do chen lấn nên một số người đã ẩu đả xô xát khiến lực lượng an ninh phải can thiệp. 20:30 ngày 9 tháng 4, diễn viên Thúy Nga đến viếng anh Vũ. Vì bị thương ở chân nên cô đi lại khá khó khăn. Hôm 8 tháng 4, Thúy Nga cùng nhiều Phật tử chùa Thiện Mỹ tổ chức lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ anh Vũ. Quốc Thuận lặng lẽ khi có mặt tại chùa Ấn Quang vào lúc 22 giờ. Anh hợp tác với anh Vũ trong bộ phim cuối cùng của danh hài Nên Bi Đại Chiến. Quốc Thuận tiết lộ trong thời gian quay phim, anh Vũ đã có biểu hiện sức khỏe không tốt. Anh nói, ngày đầu, anh ấy đến phim trường thì bị đứt chân, ngày thứ hai thì bị bầm một bên mắt. Anh kể bị khó ngủ nhiều năm qua, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ. Diễn viên Quốc Cường đến viếng anh Vũ vào tối muộn. Nghệ sĩ Lê Quốc Nam chăm chút những lẵng hoa đặt trước linh cữu đồng nghiệp. Lam Trường Phương Thanh xuất hiện khá muộn, họ đi cạnh nhau khi tới thắp hương viếng diễn viên anh Vũ. Lam Trường tranh thủ đến viếng anh Vũ khi vừa kết thúc show diễn. Tôi biết tin anh Vũ qua đời khi đang đi diễn Hà Nội. Cảm giác của tôi lúc đó thực sự rất bất ngờ, hoang mang. Muốn tìm hiểu ngay vì sao anh Vũ ra đi đột ngột như vậy. Tôi và anh Vũ từng diễn chung với nhau ở nhiều chương trình. Tôi mong có thể đến viếng anh Vũ nói lời tạm biệt với anh. Anh cho biết, Lam Trường Phương Thanh thắp hương viếng danh hài, hai ca sĩ nán lại trò chuyện và chia buồn cùng gia đình khá lâu trước khi ra về. Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào trước linh cữu anh Vũ. Bảo Lâm kể, có những lần học thoại chung với anh Vũ hay bị cuốn, dễ thương lắm, tôi buồn khi nghe tin anh qua đời, nhưng tin rằng anh đã về được với cõi Phật. Nghệ sĩ Ngọc Dầu có mặt tại chùa Ấn Quang vào khoảng 20:30, bà từ chối những câu hỏi từ báo chí, chỉ lặng người nhìn khán giả đồng nghiệp tới viếng anh Vũ. Nữ nghệ sĩ gạo cội không khỏi xót xa khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của anh Vũ. Danh hài là diễn viên thế hệ đàn em mà Ngọc Dầu vô cùng yêu quý. Sáng ngày 9 tháng 4, thi hài nghệ sĩ anh Vũ được đưa từ Mỹ về Việt Nam. Lễ viếng được tổ chức tại chùa Ấn Quang vào chiều cùng ngày. Từ đầu giờ chiều, nhiều nghệ sĩ thân thiết với anh Vũ như nghệ sĩ nhân dân Hồng Tơ, Hồng Vân, Minh Nhí, Vân Anh đã túc trực bên linh cữu đồng nghiệp. Tối ngày 9 tháng 4, các nghệ sĩ và người thân khán giả tiếp tục có mặt tại chùa Ấn Quang để nói lời vĩnh biệt tới diễn viên hài anh Vũ. Thành Lộc lặng người khi thắp nén nhang và nhìn di ảnh diễn viên đàn em. Khi còn sống, anh Vũ từng nói về sự hâm mộ dành cho Thành Lộc. Thời điểm được giao vai má mì trong phim Gái Nhảy, anh Vũ nói, tôi sợ diễn không nổi vì anh Thành Lộc hóa thân giả gái quá duyên dáng. Quyền Linh lặng người khi tới viếng anh Vũ vào tối 9 tháng 4, MC Quyền Linh bàng hoàng khi nghe tin anh Vũ qua đời đột ngột vào hôm 1 tháng 4. Nghệ sĩ Đức Hải. Trong dòng nghệ sĩ tới thắp nhang tiễn biệt anh Vũ, lễ viếng ở chùa Ấn Quang được tổ chức từ ngày 9 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 4. Lễ động quan diễn ra vào sáng 12 tháng 4, anh Vũ được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9. Nghệ sĩ gạo cội Kiều Mai Lý, bà là bạn diễn của nghệ sĩ anh Vũ trong nhiều vở kịch hài trên sân khấu. Nghệ sĩ Lê Giang có mặt tại chùa Ấn Quang cùng gia đình anh Vũ từ sáng 9 tháng 4. Tôi với Vũ bằng tuổi mà đời vô thường quá, có hiểu nhau lắm cũng không qua được ý trời. Tôi cầu nguyện cho Vũ ra đi thanh thản, Lê Giang chia sẻ trên trang cá nhân. Đôn Nguyễn tới viếng người anh trong nghề. Nghe tin anh Vũ qua đời, Đôn Nguyễn cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ khác đều tưởng rằng đó là trò đùa ác miệng ngày cả tháng 4. Vĩnh biệt anh, Đôn Nguyễn chia sẻ. Đoàn Thanh Tài là một trong số những nghệ sĩ đàn em tới thắp nén nhang cho anh Vũ vào tối 9 tháng 4. Người dân cũng tới viếng nghệ sĩ anh Vũ. Cảnh chen lấn xuất hiện khiến lực lượng bảo vệ phải liên tục nhắc nhở. Theo ghi nhận của phóng viên, phía bên trong nên tổ chức tang lễ lộn xộn, trong khi phía ngoài xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Loạt sau việc bức xúc khi YouTuber làm náo loạn cười nói rôm rả ở đám tang nghệ sĩ anh Vũ. Đám tang là chỗ uy nghiêm, chốn mà mọi người mang một nỗi mất mát, nhưng giờ đây lại bị xuất hiện những cảnh tượng thiếu tế nhị. Thấy những viễn cảnh kém duyên ồn ào và chen lấn tại đám tang thì những đồng nghiệp của anh Vũ không thể kìm được sự bực tức. Khoảng hơn một tuần qua, thông tin về đám tang của nghệ sĩ hài anh Vũ đã xuất hiện dày đặc trên khắp các diễn đàn với từng chi tiết cụ thể. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ thì đến khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua 9 tháng 4, thi thể của anh đã được đưa đến sân bay Việt Nam và sau đó lại về chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để gia đình người thân được nhìn anh lần cuối cũng như thực hiện nghi thức mai táng. Ngoài việc xuất hiện các nghệ sĩ đi viếng gây chú ý của khán giả thì sự tham gia của người dân, các YouTuber làm náo loạn đám tang đã gây rất nhiều tranh cãi. Họ chen lấn xô đẩy và có đến hàng trăm máy quay cùng một lúc để có được những chi tiết tại nơi này.
Trên trang cá nhân, Ngọc Lan đã rất bức xúc khi thấy sự việc ồn ào, nơi đám tang lại có những người đến chụp ảnh tự sướng hớn hở cô thẳng thắn. Khi thời đại 4.0 lên ngôi, khi mà người ta chẳng cần quan tâm đến nội dung, chỉ cần lượt view cao là họ có thể chiếm chệ mỗi tháng nhận 400-500 triệu thì đây, hệ quả của việc này là đây. Khi mà trước đây các bạn lên án các phóng viên đi tác nghiệp đám tang, thì giờ đây các bạn nhìn xem, trong những tấm hình này có ai là phóng viên không, hay chỉ toàn những con kền kền, hôi thối đang chật chờ để kiếm tiền. Có tàn nhẫn quá không các bạn? Đồng tiền rót về tài khoản của các bạn mỗi tháng vì những chiêu trò như thế này, các bạn ăn có ngon miệng không? Giờ mới thấy tội phóng viên, họ cũng chẳng vui vẻ gì tác nghiệp những sự kiện này, nhưng vì đó là công việc, sếp giao, sao làm vậy? Nhưng họ cũng không quá đáng như những con người này. Họ chỉ âm thầm lặng lẽ tác nghiệp vì họ có trái tim. Không lẽ giờ tôi nói mai mốt đám ma của tôi mà đứa nào làm cái trò này tôi vặn họng tại chỗ chứ? Cảnh tượng khi nhìn vào cũng chẳng nói nên lời. Ngọc Trai cũng không thể kiềm chế được niềm vui khó hiểu của những người lạ mặt này. YouTube Việt Nam, tôi nghĩ các bạn cần kiểm duyệt nội dung kỹ một chút nhé. YouTube Việt Nam mới nhú, tôi không ngờ là các bạn đối view một cách bất chấp như vậy. Nếu không tự mình nghĩ ra được content hấp dẫn thì các bạn có thể học tập các YouTuber nước ngoài mà. Cần thiết chi các bạn lấy ngày buồn nhất gia đình người ta làm dụng cụ câu sự chú ý. Tan gia đang bối rối, mà ống máy quay cứ chỉa như giải Oscar, người với người thì ồn ào bát nháo, thì xin hỏi còn tí gì sự trang nghiêm, còn chút gì sự tôn trọng người đã khuất. Đặt trường hợp là các bạn có thấy buồn và khó chịu khi đám tang mà người cười nói như đám cưới không? Tôi chỉ sợ một điều, các bạn sẽ nói không buồn vì các bạn thích được chú ý như vậy. Và nếu các bạn biến chất đến mức lầy, lấy chuyện đau buồn làm điều hãnh diện thì tôi thực sự không còn gì để nói. Tôi suy nghĩ thế hệ chúng ta được hưởng sự giáo dục đầy đủ thì phải biết suy nghĩ hơn và hành xử kiểu dân trí thấp chủng như vậy. Nếu các bạn dân trí thấp thì các bạn xù lông. Nhưng nhìn hành động của mình đi, có cao sang được miếng nào không, có đáng không? Thật tình tôi muốn xin lỗi những ai lỡ đọc tràn trạng thái này của tôi không muốn viết đâu. Nhưng thực sự tôi bức xúc quá, riết xã hội điên rồ hết rồi. Loạt các nghệ sĩ như Hoàng Mập, Tiến Luật, Mai Phương, Ái Châu, Quốc Thuận, Pha Lê cũng đang rất đau xót vì đám tang của đồng nghiệp không được diễn ra trọn vẹn và êm ấm. Pha Lê: bởi em rất nản, em tới sớm nhất và về luôn. Ai đề nghị chụp hình em cũng không đồng ý. Quốc Thuận: nãy tôi mới bước tới cổng chùa thì bị vài đôi móng vuốt kéo đòi chụp hình chung, gương mặt ai cũng cười hí hí. Tôi rủ vô chụp chung với cái hòm luôn. Những bàn tay từ từ rút lại, bảo vệ chỉ cho tôi vô. Tiến Luật: quá tàn nhẫn, đôi khi phải chấp nhận, nhưng nó khắc nghiệt quá em. Hoàng Mập: đau lòng quá em ơi. Sự ra đi của một nghệ sĩ tài năng hiền lành là cả một sự hụt hẫng mất mát đối với mọi người. Nhưng tại sao lại có những cá nhân có thể vui cười tự sướng thả tim tại không gian uy nghiêm này? Đây vẫn là một câu hỏi lớn mang nhiều nỗi đau. Trịnh Kim Chi, anh Vũ cô đơn và khó khăn trước lúc mất. Từng được anh Vũ tâm sự nhiều chuyện nên nữ nghệ sĩ hiểu nỗi lòng và hoàn cảnh của anh, đau buồn khi anh ra đi đột ngột như thế. Chiều ngày 9 tháng 4, sau khi làm lễ viếng cho nghệ sĩ anh Vũ tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Đào Vân Anh được người nhà dìu ra ngoài nghỉ ngơi. Không kìm được sự xúc động, cả hai liên tục khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp thân thiết. Từng gắn bó với nhau, lại thường được anh Vũ nhiều lần mở lòng tâm sự những chuyện thầm kín. Có nhiều chuyện không thể kể lại, Trịnh Kim Chi hiểu được anh Vũ là một người rất cô đơn và khó khăn. Vì thế, cô chỉ mong anh Vũ linh thiêng ở nơi chính suối phù hộ cho ba mẹ nhiều sức khỏe, vượt qua nỗi đau này. Gia đình của Vũ cũng khó khăn, bây giờ bạn mất cũng là tổn thất lớn, Kim Chi cho biết. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Trịnh Kim Chi vừa có dịp làm việc với anh Vũ trong chương trình Táo Quân. Lúc đó, cô nhận thấy người bạn của mình hay quên, nhưng chỉ nghĩ đó là triệu chứng bình thường. Khi ngày càng lớn tuổi, anh Vũ vẫn giữ tinh thần lạc quan, bị té bầm mắt, vẫn bảo không sao, mọi người đừng lo lắng. Khi mọi người báo Vũ đi rồi, tôi bàng hoàng không thể tin sự thật phũ phàng ấy. Trịnh Kim Chi nhớ lại anh Vũ là một người vui tính, cứ mỗi đêm diễn của anh tham dự hậu trường là phòng hóa trang lại náo nhiệt, vì anh thường hay bày trò một cách hài hước tự nhiên. Mới hôm qua các diễn viên trong sân khấu vẫn ngồi lại nhắc kỷ niệm trò đùa của anh Vũ bày ra. Trong công việc, anh Vũ là người có trách nhiệm cao, đặt chất lượng lên hàng đầu. Anh thường nhắc mọi người cùng ôm tập thoại để tránh gặp sự cố trên sân khấu, khiến khán giả không hài lòng với vở diễn. Nhiều lúc anh Vũ muốn đi chơi với mọi người, nhưng công việc cứ cuốn mãi khiến anh quyết tâm hoàn thành. Tạm gác lại niềm vui bản thân, Trịnh Kim Chi cũng nhận xét đồng nghiệp quá cố, vốn thẳng tính. Không thích thì nói thẳng rồi bỏ qua, đôi lúc tính cách đó làm cho người khác cảm thấy phật lòng, khó gần gũi.
nhưng những người thân thiết đều thể hiểu con người anh Vũ sống rất thật. Nghệ sĩ Hồng Tơ dù thương tiếc đàn em vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh. Thời điểm hay tin anh Vũ qua đời, nam nghệ sĩ ở Pháp nên cảm thấy bối rối, nhanh chóng kiểm tra thực hư và nguyện cầu đây chỉ là trò đùa ác ý ngày cá tháng 4. Vũ ra đi ở tuổi 47 quá sớm, gừng càng già càng cay, tuổi này mới là lúc bắt đầu làm nghệ thuật chín chắn và nghiêm túc hơn. Tận đáy lòng tôi thương tiếc em. Dù mong muốn ra tận sân bay đón linh của em, Hồng Tơ được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bảo ở sân bay có nhiều thủ tục phức tạp, nên anh quyết định đến ngay chùa Ấn Quang thắp nén hương, tiễn biệt từ trưa 9 tháng 4. Hồng Tơ kể thêm, anh và anh Vũ có mối quan hệ anh em giúp đỡ nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sau này, họ ít hợp tác nhưng vẫn giữ liên lạc. Thậm chí khi Hồng Tơ hỏi ý kiến chuyện cách xê nhận show, anh Vũ sẵn sàng chia sẻ để tránh thiệt thòi cho đàn anh. Đây là chuyện tế nhị mà không nghệ sĩ nào cũng sẵn lòng nói với nhau, khiến Hồng Tơ cảm kích. Trong những câu chuyện anh Vũ tâm sự nhiều về nghề, bảo anh thấy buồn vì show không còn nhiều như trước nữa, Hồng Tơ liền trấn an, đây vốn dĩ là chuyện bình thường, tình hình chung của sân khấu hiện tại. Hồi xưa, anh em chúng tôi có thể chạy hơn chục show mỗi đêm, nhưng sân khấu tạp kỹ dần dẹp hết, sân khấu cũng bão hòa. Không nhiều khán giả tìm đến nhiều nữa, nghệ sĩ hài giải bày. Sau này, dù không làm việc nhiều, Hồng Tơ vẫn dành sự theo dõi. Nhận thấy anh Vũ có thay đổi phong cách riêng trong lối diễn, em hay nghiên cứu về thơ, tôi nghĩ điều này không phải đơn giản, bởi cần có vần điệu duyên dáng và thích hợp bối cảnh, nên luôn ủng hộ em.